Hello, xin chào tất cả anh em. Để mà buổi sáng mà chúng ta có thể bán được hàng hiệu quả, hay là trong một ngày để chúng ta bán hiệu quả đấy, thì ngoài cái việc mà chúng ta sử dụng cái hành trình của NLP xong đấy, thì chúng ta liên tục cần phải nói với bản thân mình đây là những câu nói quyền năng trong cái NLP để giúp chúng ta bán hàng hiệu quả một ngày. Ví dụ như chúng ta là người bán hàng, chúng ta có số điện thoại hay không có số điện thoại, bất kỳ cái điều đó nó không quan trọng. Nhưng chúng ta hãy tự nói với bản thân mình như thế này: bằng tất cả cái cảm xúc của mình, bằng tất cả cái tâm huyết của mình, bằng tất cả cái trái tim của mình, mình hãy nói với tự bản thân mình rằng tôi muốn trở thành người bán hàng xuất chúng. Tôi muốn trở thành người bán hàng xuất chúng. Tôi muốn trở thành một người bán hàng xuất chúng. Hãy giúp tôi làm cái điều đó. Hãy giúp tôi làm cái điều đó. Hãy nói bằng tất cả cái trái tim của mình: hãy giúp tôi làm cái điều đó. Hãy giúp tôi thực hiện cái điều đó. Tôi muốn trở thành người bán hàng xuất chúng. Tôi muốn ngày hôm nay bán được 100 triệu. Tôi muốn ngày hôm nay bán được 100 triệu. Hãy giúp tôi làm điều đó. Hãy giúp tôi làm điều đó. Và hãy để điều đó xảy ra. Hãy để điều đó xảy ra. Và sau khi chúng ta làm cái điều đó một cách liên tục, một cách liên tục và đều đặn, một cách liên tục và đều đặn, thì chúng ta bắt đầu cho cái câu nói đó rõ ràng hơn, cho phép tâm trí của mình nhìn thấy rõ ràng hơn về người khách hàng mà chúng ta chuẩn bị bán. Ví dụ như chúng ta muốn bán cho cái khách hàng đó là Lê Thị Hà chẳng hạn. Ví dụ như chúng ta thấy Facebook của khách hàng của chị Hà, và chúng ta thấy khuôn mặt của chị Hà, và bắt đầu chúng ta hình dung khách hàng là chị Hà ngày hôm nay dùng cái máy Lumi Spa, dùng cái máy Galvanic Spa, dùng cái Esrookme, dùng Westband, dùng R2, dùng RC Max từ Green. Và chúng ta hình dung ra những cái sản phẩm của khách hàng họ đã dùng. Chúng ta để cho tâm trí của mình thấy là khách hàng đã sử dụng cái sản phẩm của chúng ta, thấy da của họ đã căng lên, đã sáng lên, đã mịn hơn, đã đẹp hơn, và họ cảm thấy hạnh phúc. Và họ inbox, họ nói với chúng ta: chị rất là cảm ơn em, bởi vì em đã mang cho chị một cái sản phẩm tốt đẹp đó. Và chúng ta cho những cái hình ảnh đó, những cái thông điệp đó nó thật rõ ràng. Và sau đó mình nói với chính mình: hãy cho tôi trở thành người bán hàng xuất chúng. Và hôm nay tôi muốn bán được 100 triệu đồng. Hôm nay tôi muốn bán được 100 triệu đồng. Và hãy cho điều đó xảy ra. Hãy cho điều đó xảy ra. Hãy cho điều đó xảy ra. Hãy giúp tôi làm cái điều đó. Và tôi muốn cái điều đó. Tôi muốn cái điều đó. Đó là cái những câu thần chú về cơ bản chúng ta cần làm những bước đó. Ok. Và nếu như trong đầu của chúng ta xuất hiện một câu là nhưng là hơi khó lắm, thì chúng ta là không, tôi muốn cái điều đó xảy ra. Nếu có một suy nghĩ xuất hiện ra là khách hàng ở đâu, không, tôi muốn điều đó xảy ra, hãy giúp tôi làm điều đó, hãy giúp tôi làm điều đó. Nếu chúng ta làm cái điều đó liên tục thì chúng ta nó xảy ra. Hãy để nó xảy ra. Có thể là buổi sáng, có thể là buổi trưa, có thể là buổi tối, nhưng chúng ta luôn đặt một niềm tin tuyệt đối rằng cái điều đó nó sẽ xảy ra. Hãy liên tục làm điều đó và điều kỳ diệu nó sẽ đến với chúng ta. Hãy nhớ những câu nói đầy quyền năng: tôi muốn bán được 100 triệu một ngày. Tôi muốn trở thành người bán hàng xuất chúng. Hãy cho tôi cái năng lực đó. Hãy cho điều đó xảy ra. Hãy cho điều đó xảy ra. Hãy giúp tôi làm điều đó. Đó là những câu nói đầy quyền năng. Và chúng ta cần phải luyện tập nó một cách đầy đủ. Và mình tin tưởng hoàn toàn tuyệt đối vào những điều đó, thì những điều đó nó sẽ xảy ra với chúng ta. Hãy làm điều đó các bạn. Cảm ơn và chúc bạn một ngày bán được 100 triệu đồng. Xin cảm ơn.